Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 5 trong phần Kanji N3 nhé. Bài số 5 có chủ đề là Senso, Seiji và Keizai, chiến tranh, chính trị và kinh tế. Những Kanji trong bài này rất rất quan trọng trong phần Kanji N3. Do vậy các bạn cố gắng học thật kỹ những Kanji này nhé. Chúng ta sẽ lướt một lượt xem là đó là những chữ gì. Các bạn có chữ số 65, đấy là chữ bình trong từ hòa bình, hay là công, hay là một âm khác nó là bình trong là bằng trong từ công bằng đấy. Đây là 66 là chữ hòa trong từ hòa bình này, hay là trong từ hòa giải. 64 là chữ chiến trong từ chiến tranh. 68 là chữ tranh trong từ chiến tranh, cạnh tranh. 69 là chữ chính trong từ chính trị, chính quyền. 70 là chữ trị trong từ cai trị, thống trị hoặc là trị liệu. 71 là chữ kinh trong từ kinh tế, kinh nghiệm. 72 là chữ tế trong từ kinh tế, cứu tế. 73 là chữ pháp trong từ pháp luật. 74 là chữ luật trong từ pháp luật hoặc là quy luật. 75 là chữ tế trong từ quốc tế, hay là gì nhỉ, hay là thực tế. 76 là chữ quan trong từ quan hệ, liên quan. 77 là chữ hệ trong từ quan hệ. 78 là chữ nghĩa trong từ chính nghĩa hoặc là định nghĩa. 79 là chữ nghị trong từ hội nghị. 80 là chữ đảng trong từ đảng viên, vân vân. Đấy là những cái chữ Hán của ngày hôm nay, thì các bạn sẽ đi vào phần chi tiết nhé. Chúng ta có chữ đầu tiên là chữ bình. Chữ bình nó ghép bởi bộ gì đấy? Các bạn thấy là nó có gì đấy nhỉ? Nó có này, cái phần này giống như là chữ nhị ấy, đúng nhỉ? Xong là có thêm cái phần này. Thực ra thì trông nó cũng rất là đơn giản, các bạn cũng không cần phải tạo ra câu chuyện nhé. Chữ bình này có âm cơn là tai hoặc là hira. Ví dụ tairana là bằng phẳng đấy. Tairana là bằng phẳng, tiếng từ đuôi na. Hira tai có nghĩa là dẹt, dẹt tẹt hoặc là bằng đấy. Thế nhưng mà hai cái âm cư này chúng ta chưa dùng ở trong N3, mà lên những trình độ cao hơn chúng ta mới dùng, ví dụ như là N2, N1 nhá. Âm ôn của nó đọc là he hoặc là bio, trong đó he dùng nhiều hơn. Ví dụ trong từ hejitsu là bình nhật, có nghĩa là ngày thường. Hewa là bình hòa, chữ bình ghép chữ hòa nhưng mà mang nghĩa là hòa bình. Heise là bình thành, nghĩa là thời đại bình thành, thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần thông tin bổ sung. Heikin là bình quân, có nghĩa là bình quân. Kohe là công bình, công bằng. Và đặc biệt là trong từ bình đẳng thì đọc là biodo. Biodo là bình đẳng. Về phần thông tin bổ sung này, chúng ta có Heisejidai, thời đại bình thành. Thì Heisejidai, thời đại bình thành, nó sẽ ở trước thời đại lệnh hòa, đúng nhỉ? Dewajidai, thời lệnh hòa là thời mà hiện tại đây này. Và sau Showajidai là thời đại chưa hòa. Thời đại bình thành này kéo dài từ mùng 8 tháng 1 năm 1989, được gọi là Heisei-gannen, có nghĩa là năm bình thành thứ nhất, đến ngày 30 tháng 4 năm 2019. Từ ngày gì nhỉ? Từ ngày 1 tháng 5 này năm 2019 ấy, thì đổi sang niên hiệu là gì đấy? À, Reiwa, đúng không? Là lệnh hòa nhá. Đến hiện tại đấy. Heisei gì nhỉ? Sanju-ichinen, năm bình thành thứ 31. Chữ tiếp theo của chúng ta là chữ hòa. Chữ hòa. Chữ hòa ghép bởi bộ gì các bạn? Bên tay trái là bộ gì nhỉ? Bộ hòa là lúa, bên tay phải là khẩu là miệng, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể nhớ đấy là hòa bình ấy, đúng nhỉ? Hòa bình mới có lúa mà cho vào miệng, đúng không nhỉ? Toàn bộ chữ này là hòa trong hòa bình, bên này là lúa và bên này là miệng. Vậy thì phải chúng ta nhớ đấy là hòa bình thì mới có lúa mà cho vào miệng, đúng không? Chiến tranh thì không thể nào mà có được. Thì chúng ta có cái chữ hòa này có âm cơn là nago hoặc là yawa, ví dụ trong từ Nagoyaka. Nagoyaka na có nghĩa là hòa nhã đấy, chan hòa, có thể dùng cho tính cách con người đấy, hoặc là gia đình, đúng nhỉ? Gia đình đầm ấm hạnh phúc. Yawara ngự là dịu đi, giảm là động từ nhá. Thế nhưng mà hai cái từ này tương tự như của chữ bình, cũng dùng ở những trình độ từ N2 trở lên là chính. Tất nhiên là N3 các bạn cũng có thể gặp, hoặc đời sống các bạn gặp, đúng nhỉ? Thế nhưng mà cái phạm vi dùng nó không nhiều đấy, do vậy là chúng ta có thể học trước cũng được. Những cái từ này thì nó không được bôi đậm cho, bởi vì là sao? Bởi vì là nó khá là khó. Âm ghép của chữ hòa đọc là wa. Ví dụ như là hewa là gì nhỉ? Bình hòa có nghĩa là hòa bình này. Wa shoku là hòa thực, là cơm Nhật. Chữ hòa này tượng trưng cho Nhật các bạn nhé. Cái chữ hòa đây này. Đấy, ngoài cái chữ hòa thực là cơm Nhật này ra ấy, chúng ta còn có một số cái từ khác nữa tượng trưng cho Nhật. Ví dụ đây, mình có thể viết ở đây cho các bạn quan sát. Chẳng hạn chúng ta có
Wa gì nhỉ? Wa shoku là cơm Nhật đúng không? Wa fuku. Wa fuku là trang phục kiểu Nhật. Cho to lên nhá. Wa fuku là trang phục kiểu Nhật này. Wa hư là phong cách Nhật. Đấy, thì chữ hòa này nó tượng trưng cho Nhật. Tiếp theo, các bạn có từ ewajiten. Ewajiten là chữ Anh, chữ hòa, chữ từ và chữ điển, có nghĩa là từ điển Anh Nhật. Showa là chiêu hòa, là thời đại vua chiêu hòa, thì cái này tí nữa chúng ta sẽ học sau ở phần thông tin bổ sung. Kyowa đúng nhỉ? Kyowa là gì đấy? Thừa cái chữ cô này. Kyowa là chữ cộng của chữ hòa, ghép với nhau là hòa luôn. Đấy, đấy là một số cái chữ mà chúng ta có nhé. Ngoài những cái chữ này thì các bạn còn có một số từ khác nữa, ví dụ như là hòa giải chẳng hạn, wakai đúng nhỉ? Bởi vì cái bảng nó hơi nhỏ, do vậy là không không đủ chỗ để viết hết tất cả các từ vào. Hòa giải là wakai này, hay là gì nhỉ? Onwa. Có on đây, các bạn thấy này, ôn hòa này. Đấy, onwa tính từ đuôi na. Về thông tin bổ sung, chúng ta sẽ có Showa Jidai là thời đại chiêu hòa. Showa Jidai là thời đại chiêu hòa ở trước Heisei Jidai, ở trước thời đại Bình Thành, và ở sau Shotai Jidai, sau thời vua đại chính. Nó kéo thời đại chiêu hòa này ấy, nó kéo dài từ ngày 25 tháng 12 năm 1926, được gọi là Showa Ganen, có nghĩa là năm chiêu hòa thứ nhất, đến mùng 7 tháng 1 năm 1989, được gọi là gì nhỉ? Showa Rokuju Yonen đúng nhỉ? Năm chiêu hòa thứ 64, và từ ngày mùng 8 tháng 1 năm 1989 bắt đầu sang năm gì đấy? Sang năm Heisei, là năm Bình Thành đúng không? Tiếp theo chúng ta có chữ số 3 là chữ chiến. Chữ chiến các bạn thấy ghép bởi phần bên trái. Phần bên trái đây nhá là chữ đơn. Đây là chữ đơn này, đơn này trong từ đơn độc này, kantan này. Phần bên phải là bộ qua, có nghĩa là vũ khí giáo mác. Thì chúng ta có chữ chiến này có thể tạo ra câu chuyện từ cái chữ đơn và chữ qua như thế nào đấy. Đấy là đơn độc đúng không nhỉ? Đơn độc cầm giáo lao ra chiến trường. Đấy, đây là đơn trong đơn độc nhá. Đây là qua là giáo mác, đơn độc cầm cái giáo đúng nhỉ? Lao ra chiến trường. Âm cương của chữ này là tataka hoặc là ikusa. Ví dụ tataka là chiến đấu, đánh nhau, động từ, danh từ là tatakai, có nghĩa là trận chiến. Y cứ sợ là trận chiến, nhưng mà cách dùng này ít dùng hơn cái cách dùng trên. Âm ghép của chữ chiến đọc là sen. Ví dụ senso là chiến tranh, cho sen là khiêu chiến, có nghĩa là thách thức, thử thách. Saku sen tác chiến, han sen phản chiến, có nghĩa là phản đối chiến tranh. De sen là lãnh chiến, là chiến tranh lạnh. Ngoài những từ vựng này ra thì chữ chiến này còn rất là nhiều từ khác nữa, giống như trong tiếng Việt mình đúng nhỉ? Chẳng hạn ở đây có một số cái từ nhá, các bạn có thể tham khảo này. Tiếng Việt mình, nếu mà ai giỏi tiếng Việt ấy, thì có thể tận dụng cái lợi thế này để học tiếng Nhật, để tạo những cái từ vựng tương tự đúng không? Ví dụ chúng ta có chữ chiến đấu, sento là gì nhỉ? Là trong tiếng Việt có và tiếng Nhật cũng có này. Senshi, senshi là chiến sĩ đúng không? Tiếng Nhật cũng có nhá. Senjo, chiến trường. Đấy. Senjin, chiến trận. Đấy, akusen ác chiến. Đấy, chiến đấu ác liệt rất là nhiều. Còn nữa cơ, đợt trước là khi mà dạy lớp kanji, dạy khóa kanji thì tìm ra được gần 20 từ có cái chiến này. Thì ở phần thông tin bổ sung chúng ta có là ngoài chữ chiến ra còn có chữ đấu, cũng tạo ra cái từ vựng là như thế này, và cùng cách đọc là tataka. Đây các bạn thấy cái chữ đấu đây này. Đấy, chữ đấu đây nhá. Chữ đấu thì mang sắc thái nhấn mạnh hơn, thể hiện sự đấu tranh quyết liệt gay gắt hơn. Cùng là tataka đúng không nhỉ? Chiến cũng là đánh, đấu cũng là đánh, thế nhưng mà chữ đấu nó mang sắc thái nhấn mạnh hơn, thể hiện sự đấu tranh quyết liệt gay gắt hơn, và các bạn học ở kanji N1. Ví dụ biomato tataka có nghĩa là chiến đấu với bệnh tật. Shizen to no tatakai là trận chiến với tự nhiên. Những cái này thông thường nó mang sắc thái rất là mạnh mẽ đúng không? Tiếp theo các bạn có chữ tranh. Chữ tranh này cũng rất khó để chia tự, rồi chúng ta cứ cố nhớ vậy. Chữ này có âm khương là araso, ví dụ trong từ araso có nghĩa là tranh giành, danh từ là arasoi, arasoi có nghĩa là sự tranh giành.
âm ôn của nó là so, ví dụ trong từ senso là chiến tranh, kyoso đúng nhỉ, là danh động từ, kyoso suru là cạnh tranh, ronso là gì nhỉ, luận tranh có nghĩa là tranh luận, hunso là phân tranh, thoso là đấu tranh, vân vân, cũng khá là nhiều từ tương đồng dùng tiếng Việt. Ở đây ở phần thông tin tham khảo ấy, chúng ta sẽ có là mặc dù phần lớn các từ vựng dạng Hán Nhật có cách sắp xếp tương tự như từ Hán Việt. Đấy. Chẳng hạn như các từ nhá, đây, đây là Kyoa là cộng hòa, Shakai là xã hội, Sunni là chủ nghĩa. Đúng nhỉ? Đây không có cái từ Việt Nam là Etsunan, ngoài cách đọc là Betonamu ấy, thì dạng Hán nó đọc là Etsunan nhá. Dokuritsu là độc lập này, Jiyu là tự do, Kohoku là hạnh phúc. Đấy, thì những cái từ này nó viết bởi kanji như nào thì cũng chính là lượt là cộng hòa, xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc trong tiếng Việt luôn. Thế nhưng có một số từ nó bị đảo thứ tự của hai cái từ đó. Ví dụ trong tiếng Việt mình là tranh luận, đúng nhỉ, thì Nhật lại là luận tranh, ronso nhá. Hoặc là gì đây? Hoặc là trong tiếng Việt mình là lương thiện, tiếng Nhật lại là thiện lương, zendio. Tiếng Việt mình là liên quan, đúng nhỉ? Nhật lại là quan liên, kanden, đúng không? Hay là nãy có cái từ hòa bình, mình là hòa bình, đúng nhỉ? Nếu mà đúng quy tắc sẽ phải đọc là hoa hê, nhưng Nhật lại là bình hòa, là hewa. Đấy, đấy là cái sự khác nhau. Tiếp theo chúng ta có chữ chính. Chữ chính này ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là chữ chính, đúng không? Chính này trong từ chính xác, đúng đắn. Phần bên phải là bộ phộc, có nghĩa là đánh. Thì chúng ta có câu chuyện của chữ chính này là chính phủ đánh những người làm điều bất chính, đúng không? Đây, toàn bộ cái chữ chính này là chính phủ nhá. Đây là chính trong từ bất chính, liêm chính, đúng nhỉ? Có tượng trưng cho sự chính xác. Và đây là đánh, bộ phộc. Thì chúng ta có thể nhớ đấy là chính phủ đánh những người làm điều bất chính này. Âm cương của chữ này là matsuri ngoto. Matsuri ngoto nhưng mà ít, rất là ít dùng. Ví dụ matsuri ngoto có nghĩa là chính quyền. Âm ghép đọc là C hoặc là sho, nhưng đa số đọc là C là chính, ít khi đọc là sho. Và những cái từ này gần như là trong tiếng Việt mình đều có hết. Ví dụ các bạn xem này, seji là chính trị, seji ka là chính trị gia, seto là chính đảng, se là chính phủ, gyose là hành chính, jaise tài chính, seiken là chính quyền, seisaku là chính sách. Đấy, rất là nhiều chính đúng không, nhưng mà đều có đặc điểm chung đấy là liên quan đến chính trị, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ cần phải phân biệt sắc thái nghĩa của hai chữ chính nhá. Chữ chính này ấy, đây cái chữ này này, chữ chữ này mà các bạn học trong N4 rồi ấy, thì nó dùng để nói về sự chính xác, đúng đắn. Ví dụ seikaku đúng không, là chữ chính với chữ xác là đúng đắn này, hay là hư se là bất chính, là không đúng, đúng nhỉ, hành vi bất chính đấy. Shojiki là chính trực, hay là seigi là chính nghĩa. Thì nếu mà viết các bạn sẽ phải viết cái chữ chính này. Tất nhiên khi các bạn đánh văn bản thì nó vẫn ra cái chữ chữ này thôi. Thế nhưng mà nếu các bạn viết tay ấy, mà các bạn không nhớ là các bạn có thể viết sai chữ chính đấy. Còn chữ chính đây ấy thì nó dùng để nói về chính trị, chính quyền. Và từ vựng thì tham khảo đây tất cả đều là mang tính chất của chính trị đúng không? Tiếp theo chúng ta sang chữ trị. Chúng ta thấy này, chữ trị ghép bởi ở phần bên trái là bộ thủy, ba chấm thủy đây. Cái này là thủy này. Và bên phải là bộ gì nhỉ? Bên phải là bộ đài. Vậy thì chúng ta có thể nhớ được chữ này là nước đúng không? Đây là thủy là nước này, đây là đài này. Đài này chúng ta có thể coi như là trong Đài Loan. Nước ấy, ở Đài Loan có thể trị liệu được bệnh đúng không nhỉ? Nước ở Đài Loan có thể trị liệu được bệnh, thì toàn bộ chữ trị này trong từ trị liệu. Âm khương của nó là nao hoặc là osa, ví dụ trong từ nao có nghĩa là được chữa trị, dùng cho bệnh tật, ví dụ như là kaze ngó nao đúng nhỉ, là bệnh cúm đã khỏi, nao sự là chữa bệnh, trị bệnh, ví dụ như là biokio nao đúng nhỉ, là tha động từ của cái từ nao này. Cách đọc khác là osameru thì nó mang nghĩa là trị nước, cai trị, thống trị. Âm ghép đọc là ji hoặc là chi, ví dụ seji là chính trị, seji ka chính trị gia, chi điều trị liệu chữa bệnh, chi an là trị an, đọc rất là giống tiếng Việt đúng không? Tô chi là thống trị. Có một số kanji tương tự các bạn có thể tham khảo này, ví dụ đây là cái chữ gì đây, đây là cái chữ đài đúng nhỉ, đài có nghĩa là cái bệ, cái bục. Chúng ta học trong phần N4 đấy, các bạn không biết còn nhớ cái từ vựng nào liên quan đến những cái chữ này không nhỉ? Chúng ta có đài trong gì đây nhỉ, trong đếm đúng không? Ví dụ như là hai cái tivi thì có đếm là gì nhỉ, ni đai hay là gì nhỉ, hay là trong đai
đai gì, đai Dokoro đúng không? Đai Dokoro là bếp, đài đài sở này. Đấy, hay là chúng ta có trong trong bão là tai phư đúng nhỉ? Đài phong nhá. Và như trên vừa nói là nhắc đến Đài Loan đúng không? Vậy thì chắc chắn là phải viết thêm từ Đài Loan rồi. Taiwan. Chữ Loan hơi phức tạp một chút. Đó. Hay là võ đài, vũ đài đúng nhỉ? Bư tai. Sân khấu. Đấy, đấy là những cái từ hay đi kèm cùng với chữ đài. Tiếp theo các bạn có đây là chữ giã, có nghĩa là nấu chảy. Nấu chảy kim loại thì còn lâu chúng ta mới học đến, N1 mới học đến cái chữ này cơ, mà cũng khá là ít dùng. Thì các bạn thấy nó giống, nó bỏ mỗi một cái nét này đi đúng không nhỉ? Bỏ mỗi một cái chấm này đi là thành chữ này rồi đấy. Không bị nhầm nhé, chữ này là giã, nghĩa là nấu chảy dùng trong thuật luyện kim loại. Đây là chữ thai, trong từ thai nhi và bào thai. Ví dụ trong từ gì nhỉ? Trong từ tai di này. Đấy, chữ thai và chữ nhi đọc là tai di. Tiếp theo chúng ta có chữ khinh. Chữ khinh ghép bởi phần bên trái là bộ gì? Bộ mịch là sợi chỉ đúng không? Phần bên phải đây là chữ hữu, hữu. Đây này, cái chữ này này là chữ hữu. Và dưới đây là chữ thổ. Đấy. Chữ này thì mình sẽ không tạo ra câu chuyện mà mình sẽ nhớ theo dạng kanji tương tự ở bên này nhá. Chữ này có hai cách đọc âm cương đấy là he hoặc là tha, trong đó đọc là he nhiều hơn, ví dụ như là he được có nghĩa là trải qua, tatsu là trải qua trôi qua, âm onyomi đọc là ke hoặc là kyo, ví dụ trong từ keiken là kinh nghiệm, keizai là kinh tế, ke là kinh doanh, pari keyu là chữ, đây là chữ pari là Paris, thành phố Paris đúng không nhỉ, keyu là kinh do có nghĩa là quá cảnh. Câu này có nghĩa là quá cảnh ở Paris. Shinke là thần kinh, chữ thần ghép với chữ kinh nhá. Có nghĩa là hệ thần kinh đấy, không mang tính chất là bị thần kinh như ở Việt Nam. Kereki là kinh lịch, có nghĩa là lý lịch. Trong từ này đọc đặc biệt là Okyo, có nghĩa là kinh này trong từ kinh Phật. Thì các bạn có cái chữ kinh này nó có một số kanji gần giống nó, chúng ta sẽ nhớ theo cái cách là chúng ta cứ thay bộ vào đúng không nhỉ? Ví dụ chúng ta thay cái bộ này, thay cái bộ mịch này bằng bộ sa thì được chữ khinh trong từ nhẹ đúng không, đọc là gì các bạn, đọc là karui đúng nhá, âm khương là karui có nghĩa là nhẹ, còn ghép âm đọc là kê, ví dụ trong từ gì đấy, trong từ keikiu chẳng hạn khinh khí cầu, thế nhưng mà ít khi người ta dùng cái này, người ta hay dùng từ fusen có nghĩa là phong thuyền nhiều hơn nhá, hay là trong từ khinh miệt ấy cũng hay dùng cái chữ khinh này. Tiếp theo đây là chữ kính. Chữ kính các bạn thấy ghép bởi bộ gì nhỉ? Bên này là bộ bộ sách đúng không? Giống như là người bị đè ấy. Cộng với lại cái phần bên này. Thì kính này trong từ đường kính, bán kính nhá. Đường kính trong tiếng Nhật là chữ trực. Ghép với chữ kính đọc là chokê. Đây, chokê này. Bán kính là chữ bán ghép với chữ kính đọc là hangkê. Tiếp theo đây là chữ quái. Các bạn thay cái bộ mịch này bằng bộ tâm thì được chữ quái. Quái trong từ kỳ quái, ví dụ kikai này. Kỳ quái đấy, kỳ quái này, yêu quái yokai, yokai đúng không, quái thú kaiju đấy, thử xem có quái vật không nhá, kai butsu, nếu có sẽ là kai butsu đúng không nhỉ, kai butsu đây có quái vật này, ma kai ma quái không có, không có ma quái, như vậy là có từ có từ không, không phải từ nào cũng có đấy. Tiếp theo các bạn có chữ tế. Chữ tế ghép bởi bộ gì nhỉ? Đây là bộ thủy là nước. Đây là bộ gì đây? Đây là chữ văn và dưới đây là giống hình cái thang, nó không chả là cái bộ gì hết. Chữ tế này có âm cương là sư hoặc là dư, ví dụ trong từ sư mự là được hoàn tất, sư ma sê rự là kết thúc. Shio dư mi là sử dụng, tế là đã qua sử dụng. Âm ôn đọc là sai hoặc là dai. Ví dụ trong từ kê dai là kinh tế, kê dai ngang cự là kinh tế học. Hên sai sư rự là phản tế, có nghĩa là hoàn trả, thanh toán. Kyu sai, đây không phải là kyu dai nhá, xin lỗi, đọc phải là kyu sai mới đúng. Kyu sai sư rự đúng nhỉ, kyu sai là cứu tế. Đấy. Về phần thông tin tham khảo ấy, chúng ta có cái chữ sư mự là tự động từ, có ý nghĩa tương tự như owaru, ví dụ shigoto ga owaru đúng nhỉ, shigoto ga sư mự có nghĩa là công việc kết thúc, hoàn tất. Còn sumaseru là tha động từ, có ý nghĩa tương tự như tha động từ oeru,
Ví dụ, shigoto sumaseru có nghĩa là gì đây nhỉ? Kết thúc công việc, hoàn tất công việc. Đấy. Tiện thể đây lưu ý một chút cho các bạn hai cái cặp từ là owaru và gì nhỉ? Và oeru. Đa số các bạn biết cái từ owaru thôi, không biết từ oeru. Thì đây là tự động từ, owaru là tự động từ, còn oeru là tha động từ. Do vậy là các bạn mà nói là muốn kết thúc công việc sớm ấy, đúng không nhỉ? Các bạn mà nói là hayaku. Hayaku. Shigoto ga. Hoặc shigoto đi. Owa ritai. Đây, bạn nào mà nói như này ấy là sai, đúng không nhỉ? Bởi vì sao? Bởi vì nó là tự động từ, nó là bản thân công việc đấy hoàn tất, chứ không phải là mình có thể tác động ý chí bằng thể tai. Đối với tự động từ kiểu này mình không thể dùng cái dạng ý chí như này nếu mà để sonomama nhé. Nếu mà muốn nói vậy các bạn phải dùng cái dạng sai khiến. Đúng nhỉ? Biến nó thành owaraseru thì nghĩa là làm cho kết thúc. Shigoto ga. Biến thành shigoto đúng không? Owarasete. Đấy. Xê tay chứ. Còn nếu là chữ, các bạn có thể dùng cách đơn giản hơn là các bạn dùng chữ chữ chung, đúng nhỉ? Nó thành shigoto o đúng không? Oe tai. Thêm hai gia cự ở đây nhá. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ pháp. Chữ pháp này ghép bởi phần bên trái là bộ gì các bạn? Bộ thủy đúng không? Bộ thủy là nước. Phần bên phải là chữ khứ trong từ quá khứ. Vậy thì chúng ta có thể nhớ đây cũng đúng là câu chuyện của chữ pháp luôn ấy. Đấy là thứ nước. Đây là nước này. Thứ nước quên đi quá khứ. Đúng nhỉ? Là của pháp sư. Pháp sư có thứ nước quên đi quá khứ đúng không? Chữ này không có âm cương thường dụng. Âm ôn là hô. Thế nhưng mà nhiều trường hợp đọc biến âm. Ví dụ trong từ hô-rít là pháp luật, có nghĩa là luật. Bưmpô là văn pháp, có nghĩa là ngữ pháp. Rất nhiều bạn đọc cái văn pháp, ngữ pháp là bưmpô, không phải là bô, mà phải là p nhá, pô, bưmpô. Hô-hô là phương pháp, kenpô là hiến pháp, y-hô là vi pháp, có nghĩa là vi phạm pháp luật, yô-hô là dụng pháp, là cách dùng, hô-sô-cự là pháp tắc, có nghĩa là quy tắc, hô-an là pháp án, là dự luật. Khá là nhiều từ. Về phần thông tin bổ sung, chúng ta có một quy tắc về biến âm cách đọc của chữ kanji cần lưu ý. Đó là nếu chữ trước kết thúc bằng ưng, chữ đằng sau bắt đầu bằng hàng ha, thì phần lớn trường hợp hàng ha biến thành hàng pa tương ứng. Ví dụ này, các bạn thấy chữ văn pháp đúng không? Chúng ta có văn đọc là bưng, kết thúc bằng ưng này. Chữ pháp bình thường là hô đúng không? Thế nhưng mà bởi vì hô thuộc hàng ha, đúng nhỉ? Hàng ha viết là ha để đại diện cho cái hàng đấy, gồm có ha, hi, hư, he, hô ấy. Thì khi bởi vì đằng trước là ưng, đằng sau là ha, do vậy ha biến thành P, P tương ứng của hô là po, vậy toàn chữ là bưm po. Tương tự kempo là hiến pháp, đúng nhỉ? Rồi thì bình thường chữ ba này nhá, chữ ba đọc là ha chứ không phải là pa. Thế nhưng mà trong chữ điện đằng trước đọc là ưng, do vậy là khi đọc ghép vào nó thành đêm pờ là điện, ba là sóng điện. Hay là chữ phẩm cũng vậy, bình thường đọc là hin đúng không? Ví dụ như là shohin ấy, sản phẩm ấy, hay là sehin đúng không nhỉ? Hàng hóa sản phẩm. Nhưng mà trong trường hợp này bởi vì đằng trước là chữ phản đọc là hen, có ưng do vậy đọc là hem pin. Đấy, đấy là cái cách biến âm các bạn cần lưu ý. Tiếp theo các bạn có đây là chữ luật. Chữ luật ghép bởi bộ bên này là bộ sách và bên này là bộ duật. Bộ duật là cây bút. Thì chúng ta có chữ này cũng không có âm cương thường dụng. Âm ôn của nó là dit hoặc là ri-chi, ví dụ trong từ hô dit là pháp luật, ki dit là quy luật, có nghĩa là luật, kai dit là giới luật, là điều răn, ichi dit ni có nghĩa là chữ nhất, luật có nghĩa là ngang bằng đồng đều, jirit shinke là tự luật thần kinh, là thần kinh, hệ thần kinh thực vật. Thì cái này những từ khó khó này thì chúng ta gọi là biết thêm vậy thôi. Ri-chi nghi nữa là luật nghi, có nghĩa là liêm chính, nghiêm túc. Một số cái chữ mà có chứa cái bộ bộ duật cây bút này thì chúng ta có đây là chữ gì? Đây là chữ kiến đúng không nhỉ? Chữ kiến trong từ tateru đúng không? Tateru là xây. Đấy. Hay là gì nhỉ? Hay là trong từ kenchiku, kiến trúc. Kiến trúc hay là ken gì nhỉ? Kensetsu. Kiến thiết đúng không? Kensetsu kiến thiết nhá. Đấy, đấy là một số chữ chúng ta cần lưu ý này. Tiếp theo đây là chữ gì các bạn nhỉ? Đây là chữ tần đúng không?
Chữ tân này có nghĩa là bến, nhưng mà nó hay ghép với dụng tsunami. Tsunami là chữ tân với chữ ba có nghĩa là sóng thần đấy. Đọc là tsunami. Đây là chữ bút đúng nhỉ? Hư đê là cái bút lông ấy. Hoặc là bút trong các từ như là bút ký đúng nhỉ? Hikki này. Đó. Tiếp theo chúng ta có chữ tế. Chữ tế ghép bởi phần bên gì nhỉ? Ghép bởi phần bên phải là bộ gì đấy? Phần bên phải là phần xin lỗi phần bên trái là bộ phụ. Bộ phụ này tượng trưng cho gò đồi, cho gò đồi đúng nhỉ? Phần bên phải là chữ tế trong từ lễ hội Matsuri các bạn học hôm trước. Thì chúng ta có thể nhớ chữ tế này bằng cách đấy là trên ngọn đồi lễ hội đúng nhỉ? Đây là ngọn đồi nhá, đây là lễ hội nhá. Trên ngọn đồi thì lễ hội quốc tế được mở ra. Chữ này có âm cương là Kiwa hoặc là Giwa. Ví dụ Kiwa Datsu có nghĩa là tế lập nổi bật. Magiwa là gian tế là ngay trước, chứ không phải là gian tế ở trong phim Trung Quốc. Nó có nghĩa là cái đứa mà gì đây nhỉ, cái đứa mà làm phản ấy một cách âm thầm mình đúng nhỉ. Âm ôn đọc là sai, vì trong từ kokusai là quốc tế này, kokusai cả là quốc tế hóa, gì sai là thực tế, sai là dịp lần, cái này là ngữ pháp N2, nó là lịch sự của Toki đúng nhỉ. Ví dụ như là bình thường mình nói là khi khi gặp bạn thì tôi rất vui thì có thể dùng từ Toki. Thế nhưng mà nếu mà nói trên báo chí mà kiểu như là không ai nói là dùng Toki để nói cái kiểu như là khi mà tổng thống Mỹ đến Nhật thì như nào đúng không? Lúc đấy người ta dùng là dịp. Đấy, cái dịp tổng thống Mỹ đến Nhật thì khi đấy dùng sai nhá. Cô sai là chữ giao với chữ tế có nghĩa là mối quan hệ, sự hẹn hò liên kết. Thì chúng ta có phần kanji tương tự, nó có đấy, đây là chữ tế trong từ lễ hội, tế lễ. Ví dụ như là Matsuri này. Là lễ hội đúng không? Đấy. Hay là sai jitsu là ngày gì nhỉ? Ngày hội. Đây là sát trong từ cảnh sát, kê sát sự, hay là kiểm sát, kên sát sự. Chữ sát này các bạn được học ở trong phần kanji N2. Đây là chữ sát trong từ ma sát sự. Ma sát sự. Hơi phức tạp đúng không? Tiếp theo chúng ta có chữ quan. Chữ quan ghép bởi bộ bộ môn là cái cổng. Đây bộ này này là bộ môn là cái cổng này. Ở dưới là giống giống một phần của chữ tống đúng nhỉ? Thì thôi những cái chữ này chúng ta không nên học theo theo cái kiểu chế câu chuyện nhá. Các bạn có thể chế thành hộp quà cũng được. Nó giống hình một món quà có cái đây là cái dây buộc đúng nhỉ? Đấy. Đây là người đang 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 đang, đang vác cái hộp quà đi này. Thì chữ quan này có âm cương là Seki hoặc là Kaka, nhưng mà ở đây chỉ lấy mỗi từ vựng của cái từ Kaka thôi. Ví dụ động từ Kakawaru có nghĩa là liên quan, dính dáng đến. Âm ôn được dùng nhiều hơn trong từ con, đọc là con. Ví dụ trong từ kanke là quan hệ, kanshin là quan tâm, kanden là quan liên có nghĩa là liên quan, kanto là quan đông, là vùng Kanto. Vùng Kanto là vùng trên mạn Tokyo đúng không? Kansai là vùng quan tây, là vùng Kansai là vùng Osaka nhé. Genkan là huyền quan nghĩa là lối vào. Một số kanji tương tự của bộ gì đây nhỉ? Của bộ môn chúng ta cần lưu ý, ví dụ đây là chữ gian đúng không? Chữ gian này đọc khá là nhiều cách, ví dụ như là đọc là ma đúng nhỉ? Trong từ gì đây? Trong từ hiruma chẳng hạn. Hiruma là ban ngày này, hoặc là mania là hợp kịp đúng không nhỉ? Đọc là aida có nghĩa là giữa đúng không? Ngữ pháp. Các bạn có ngữ pháp aida, aida nhĩ học ở trong N3 đấy. Còn gì đây ghép âm ví dụ như là di cần. Di cần là thời gian này. Hay là cư cần là gì nhỉ? Cư cần là không gian. Đấy. Trong từ thế gian nhé, nó đọc là seken. Ken nhá. Và trong một từ đặc biệt nữa là trong từ con người ấy, nó đọc là ningen. Như vậy là cái từ này cũng rất là linh tinh, nhảy mấy cách đọc đúng nhỉ? 4 5 cách đọc. Ma này, aida này, cần này, ken này và gen. Tiếp theo đây là chữ vấn. Ở dưới thay cái bộ gì đấy? Thay cái bộ hộp quà này bằng bộ khẩu là cái miệng thì được chữ vấn có nghĩa là hỏi, đọc là thôi. Động từ nhưng mà ít khi dùng đúng nhỉ? Nó hay dùng dạng danh từ là thôi. Thôi các bạn có thể đọc ở phần đọc hiểu ấy, đấy có nghĩa là câu hỏi. Còn ghép âm nó đọc là mom, ví dụ trong từ shitsumon. Shitsumon là chữ chất vấn, có nghĩa là câu hỏi, hay là ghi mông là nghi vấn.
môn đai vấn đề. Tiếp theo đây là chữ bế. Chữ bế các bạn thấy nó ở trên là bộ gì nhỉ? Ở trên là bộ bộ môn là cánh cổng, ở dưới là chữ tài đúng không? Chữ tài trong từ tài năng ấy. Đấy. Thì chữ bế này đọc là gì? À đọc là si đúng không nhỉ? Si mê rự này. Si mê rự, si ma rự này, hay là tô di rự đúng không nhỉ? Tô di rự là gấp. Ví dụ gấp sách nhắm mắt đấy. Còn ghép âm đọc là hê, ví dụ từ hê ma cự. Hê ma cự là bế mạc. Hay là hê tên đóng cửa hàng nhé. Tiếp theo các bạn có đây là chữ khai. Chữ khai này có âm, có ở dưới là giống cái giống hình một cái ở chữ nghiên trong nghiên cứu ấy, đúng không nhỉ? Chữ khai này trái với chữ bế là mở, ví dụ trong từ âm cư nó là gì nhỉ? Nó là a cự đúng không? Hoặc là a kê rự. A kê rự thôi, a kê rự bỏ đi nhá. Nó cũng giống như a cự thôi mà nó có điều nó tha động từ thôi. Hira cự này. Đấy, cũng viết như này nhưng nó hira cự nó là một tổ chức, một cái sự kiện nào đó, mở ra một cái gì đó. Ghép âm nó là khai, ví dụ trong từ gì nhỉ? Cô khai. Công khai này. Hay là khai gì nhỉ? Khai mạc cự này, khai mạc này. Rồi thì triển khai này. Tên cài. Đấy. Đây là chữ các. Chữ các các bạn thấy ở trên là bộ môn, ở dưới là bộ bộ chữ các trong từ cà cư y, các vị. Đây. Cà cư y này là các vị, có nghĩa là các vị luôn. Cà cư quốc cự là các quốc, là các nước. Nhá. Tiếp theo, chúng ta có đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ các, à rồi chưa viết cách đọc, chưa viết từ vựng đúng không? Ví dụ nai các cự, nội các. Đây là chữ duyệt. Có cái phần này giống chữ thuyết đúng không nhỉ? Trong sesame ấy, cái phần ở dưới bộ môn, ví dụ trong từ kiểm duyệt này. Ken etsu. Rồi, những từ này thì hơi khó, chúng ta học sau này. Tiếp theo, đây là chữ hệ. Chữ hệ các bạn thấy ghép bởi phần bên tay trái là bộ nhân đứng, có nghĩa là người, phần bên phải là chữ hệ. Đây bản thân cái chữ này đã là hệ rồi các bạn nhé. Đây này. Chưa cần đến nhân này, đây đã là hệ rồi, nhưng mà hệ này không phải là hệ mang nghĩa giống như cái từ hệ này. Thì nó mang nét nghĩa gì thì chúng ta tính sau. Âm cương của chữ hệ này đọc là kakari hay là kaka trong từ kakawaru, có nghĩa là dính dáng đến, bởi vì quan với hệ đều là liên quan đến đúng không nhỉ? Đấy. Ràng buộc vào nên là có cùng âm cương là kakawaru. Kakari các bạn được học trong N4 rồi, nghĩa là chịu trách nhiệm đúng không nhỉ? Kakariin là hệ viên, là người chịu trách nhiệm. Ghép âm đọc là kê, vì trong từ kanke là quan hệ. Kokusai kanke là quốc tế quan hệ, là quan hệ quốc tế. Ningen kanke là nhân gian quan hệ, là quan hệ con người, mối quan hệ giữa người với người. Mư kanke là chữ vô, chữ quan, chữ hệ, có nghĩa là không quan hệ, không có liên hệ gì. Thì cái kanji tương tự của nó ấy, chính là chúng ta đang xét cái phần bên phải này. Nó là chữ hệ trong từ hệ thống hoặc là hệ sinh thái, ví dụ trong từ hệ thống này keto. Đấy, các bạn thấy là hệ ghép với thống nhé, đọc là keto. Hay là gì nhỉ? Hệ sinh thái nó sẽ là xê tai kê, chữ sinh, chữ thái và chữ hệ, xê tai kê. Và gì nhỉ? Dưới là chẳng thái dương hệ đúng không, hệ mặt trời này. Đấy. Taiyo kê. Tiếp theo, chúng ta có chữ nghĩa. Chữ nghĩa các bạn thấy nó hơi lằng nhằng đúng nhỉ? Nhưng mà nó ghép bởi trên là bộ bộ dương là con cừu, thế nhưng mà con cừu này bị cụt đuôi đúng không? Đây các bạn thấy này, có hai cái ngoe này, ngang này, ngang này, ngang này, dọc. Nó kéo dài xuống đây thành con cừu, dưới là chữ ngã. Chữ ngã, ngã trong tiếng Việt mình có nghĩa là bản ngã ấy, có nghĩa là chính mình ấy. Trong tiếng Nhật nó là đọc là ware. Thế nhưng mà ở trên N2 mới học. Cách nhớ của chữ nghĩa này đấy là hy sinh bản ngã. Ở dưới là ngã nhé, hy sinh bản ngã bảo vệ con cừu cụt đuôi là điều chính nghĩa. Âm cương thì chữ này không có, âm ôn là ghi, ví dụ trong từ suy nghĩ có nghĩa là chủ nghĩa. Shakai suy nghĩ là xã hội chủ nghĩa, là chủ nghĩa xã hội. Cô nghi là chữ giảng với chữ nghĩa, có nghĩa là bài giảng. Ghi mự là nghĩa vụ, ghi đi là nghĩa lý. C nghi là chính nghĩa, T nghi là định nghĩa.
Tiếp theo chữ nghị. Chữ nghị chúng ta thấy ghép bởi phần bên trái là bộ gì? Phần bên trái là bộ ngôn, là nói. Phần bên phải là chữ nghĩa, đúng không? Vậy thì có thể nhớ theo cách đấy là nói điều chính nghĩa mới được tham gia hội nghị, đúng nhỉ? Phải nói những điều chính nghĩa thì mới được tham gia hội nghị. Chữ này cũng không có âm cương thường dụng và âm ôn vẫn là ghi, ví dụ bởi vì là cùng chung cái phần chỉ âm là chữ nghĩa, đúng không? Đấy. Ví dụ trong từ cai nghi là hội nghị, là cuộc họp. Cô cai nghi là quốc hội nghị viên, là đại biểu quốc hội. Phư si na là bất tư nghị, có nghĩa là kỳ quái, kỳ lạ, đáng ngạc nhiên. Ghi rôm là nghị luận. Ghi đai là nghị đề, là chủ đề cuộc họp. Ghi cai là nghị hội, là họp quốc hội. Nhớ nhé, cai ghi là cuộc họp, còn ngược lại, ghi cai là nghị hội, là họp quốc hội đấy. Về phần kanji tương tự, các bạn thấy này, nếu mà thay cái bộ ngôn này bằng bộ nhân thì được chữ nghi trong từ nghi lễ, nghi thức, đúng không nhỉ? Đấy, nghi lễ, nghi thức, nó đọc là ghi luôn, bởi vì là cùng chung cái phần chữ kia. Ví dụ trong từ regi này, đấy, các bạn thấy chưa? Lễ nghi chưa? Đúng không nhỉ? Hay là nghi thức, ghi shiki. Nghi thức nhá, ghi shiki. Tương tự như tiếng Việt, đây là chữ hi, nó thay thay cái bộ ngôn này bằng bộ, bằng bộ gì nhỉ? Bằng bộ ngưu là con bò ấy, thì được chữ hi trong từ hy sinh. Ví dụ trong từ ghi xe, ghi xe là hy sinh. Đây là chữ nghĩ là con kiến, đúng nhỉ? Ghép bởi chữ trùng với lại chữ nghĩa thì có nghĩa là con côn trùng nào mà luôn làm những điều chính nghĩa chính là con kiến. Chữ này đọc là ari, con kiến, đúng không? Đấy, thì đây là phần tham khảo thêm nhá. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ đảng. Chữ đảng ghép bởi phần trên là gì nhỉ? Phần trên là dấu hình cái mũ. Đây, cái mũ đây. Phần dưới là chữ huynh, đúng không? Vậy thì mình có thể nhớ đây là anh trai đội mũ, đúng nhỉ? Đảng viên. Anh trai đội mũ đảng viên. Chữ này không có âm cương thường dụng mà âm ôn là thô. Ví dụ trong từ xê tô là chính đảng, yô tô là dự đảng, nghĩa là đảng cầm quyền, thì đối lập với đảng cầm quyền là sẽ là ya tô, dã đảng là đảng phản đối. Tô sư là chủ tịch đảng, người đứng đầu đảng đó. Tô ha là đảng phái. Về kanji tương tự chúng ta có đây là chữ giác, tương đối là giống với chữ này, đúng không nhỉ? Ví dụ trong từ gì đấy, trong từ oboeru, oboeru là nhớ này, hay là gì nhỉ? Hay là samasu, đúng không? Samasu, sameru. Đấy, tỉnh dậy này. Còn ghép âm thì rất là nhiều, ví dụ như trong từ kankaku, cảm giác nhá. Hay là gì nhỉ? Shikaku, thị giác. Thị giác này, vị giác này, mikaku này. Đấy, xem thử có xem từ trực giác không nhá. Nếu có sẽ là trục các cự. Trực giác. Đây có. Khá là nhiều từ đúng không? Thì đấy là nội dung của bài hôm nay. Đấy các bạn thấy, hôm nay bài học nó kéo dài tận gần 40 phút. Bởi vì đây là những kanji rất là quan trọng. Những cái chữ này tạo ra rất là nhiều từ vựng quan trọng của N3 và N2. Do vậy các bạn cố gắng học bài này thật kỹ nhé. Rồi, chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong các bài học sau.